chồng mình cho mình đi bắt con này này. Mình chẳng biết, mình nghĩ nó là con báo ngư quá. Mình nghĩ nó là báo ngư ấy. Mà nhiều lắm nhưng mà nó bé, không có to. Ê, rất là nhiều luôn. Nhưng mà con nó cứ bé thôi. Đó, rất là nhiều luôn ấy, nhưng mà nó bé, nó chưa có lớn. À, kiểu có con bự lắm. Con này là con gì, con này cũng ăn được đây này, nhưng mà mình, nhưng mà nhìn nó không ngon bằng cái con này. Có mấy con lên nhưng mà nó không ngon nên là chồng không cho, chồng nó không lấy. Eo ơi, nhiều lắm nhá, cái dòng con này này giống bào ngư này. Mình đi vậy chứ về chắc gì mình ăn được những cái loại này. Cái dòng này chắc gì mình đã ăn được, mình đã biết ăn. Mình không biết ăn ấy. Ngu mà, sống ở Nhật 4 năm rồi mà những cái con đấy ăn sống là chịu. Ôi, nhiều con to lắm đây này. Rất là nhiều luôn ấy, nhưng mà nó bé. Con này mình nghĩ con này nó là con gì, con sứa biển à, con nhiều lắm mà nó bé. Con này chồng mình bắt được cái này nhưng mà nhà mình không bắt con này. Vào đi bắt ốc nhưng mà chẳng có ốc, bắt ốc biển ấy hả? Hàu mua rồi nhá, hàu cũng có nè nhưng mà không lấy được hàu. Hai vợ chồng đi lấy toàn được những cái con này đây. Ốc biển với này, con này mình nghĩ là bào ngư bào ngư chi chai bào ngư. Hàu cũng có nhưng mà phải có tô vít mới gậy được hàu. Mình không mang tô vít. Cô đây mua ok nè. Con này mua ok nè. Hả? Chồng mình không cho lấy. Chỗ này toàn hàu nè. Hàu nhưng mà nhỏ. Này, toàn hàu nè. Nhưng mà nhỏ, nó không có bự. Hàu này phải con bự mới lấy về ăn được. Hàu này nhỏ lắm. Đây con này bự này. Con này bự này. Một buổi chiều đã kết thúc. Hai vợ chồng.